chào cả nhà. Hai vợ chồng mình đi chợ. Hồi nãy đi chợ, nãy trước khi đi chợ cái mình chở Doanh đi vô trường đá banh ở trong trường cả nhà. Lên bên trong trường cái phòng đá banh nhỏ xíu à. 5:30. 5:40 lá tới 8 giờ, gần 8 giờ. Chồng mình á bữa nay ha. Quất nè. Trái hồng nè cả nhà. Trái hồng 1 ký 19 đồng nè. Cái ta quanh quất nè. Xi màu đỏ nè nha. Xi gơ ta. Comment đuôi mình xem. Nó hồng này á, cái nó chín á thì nó mới ngọt nha cả nhà. Nó mà sống một cái là ăn nó mủ nó chát chát nè. Ở ghen này ghen tiếp tao ghen này. Yeah. Thấy cũng giống nhau, thấy còn xanh xanh nè cái. Xanh xanh. Nếu mà nó không có chát thì đỡ nha cả nhà. Nếu mà nó chát cái có ăn mình ăn không được. Khóm này cả nhà, khóm ký 25 đồng nó hạ còn 15 đồng ha, 40%. Hồi nãy mình mua hai trái chắc cũng phải 3 ký mấy. Trái ký mấy, trái nó nặng lắm cả nhà, nó bự, trái này trái bự. Mà khóm loại này nó loại trái bự này nó ngọt lắm cả nhà. Rồi mình nó nãy chở John đi cái xong rồi rủ đi chợ. Dạo chút xíu. Chứ lưa sắp cửa nãy. Dạ, go sắp bài sắp cửa đã. Go sắp. Mình đi mua sắp bà đã, dắt khoái ăn sắp bà đã, bà cô chú ơi. Dắt buổi sáng mình làm sắp bà đã cho nó bóc và viên nó ăn thôi là cũng ngon nữa. Nó khoái ăn sắp bà đã hơn nè. Làm mấy cái kia. Giờ mình cũng mua sắp bà đã. Xíu đi dạo đi chợ xíu nữa về chồng mình đi đánh cái nẹt kêu xíu mình về tối mình đi rước John. Sao bà đã đi tơ nó đi tơ đi hả nó no, sao mà quanh phố xem comment đi tơ hả nè hình như mẹ đi viết mệt đi comment sao bà đã đi tơ nên number one tơ. Ở dưới đã đi tơ. Ok. Này tươi. Cái này nó tươi nè cả nhà. Đang. Nè. Đang. Đi post sen à? Hả? Đi khu của công minh post sen à? Hả? No, đi khu vực bên visa. Yeah. Come in post sen. Okay. Đậm mồ hôi á, cũng đầy vỏ chân này. Ok. Mình quên bỏ nước đá uống cà phê sữa đá ông bảo chúng ơi, cho nên mua cái này nè. Cái cà phê sữa này. Cà phê chiên nè. Uống đỡ. Uống đỡ cái này. Trời lạnh á, mình uống đá nó đau cổ họng á. Nhưng mà ha, nhiều lúc thèm cái á. Cũng muốn uống chút xíu. Rồi đi ra tính tiền đi về. Ước em Doanh mới về tới nè ông bà. Trời ơi con đá trong nhà sao rồi cái mặt đỏ cho vậy John? Mệt hả? Đá tới mấy tiếng đồng hồ luôn hả? Đâu rồi lúc? Em xong chơi football nữa. Em xem chơi mẹ biết cái dodgeball, sparkball. Vậy sao tự nhiên bữa nay thầy giáo kêu chơi vậy? Hả? Chơi gì chơi? Sao vậy? Muốn kêu chơi thì chơi hả? Thôi đi vô nhà anh đây chị hai. Đi vô nhà. Rồi tới nhà rồi đi vô. Chị hai ha, ở nhà ha, chị hai bới cơm sẵn nè ông bảo chú ơi, bới người với dĩa. Bữa nay ăn cơm với gà khìa. Mà em bảo cho anh con nha. Người ăn một dĩa, do nó về tới nó đói điền á. Cho nên ha. Ngon không? Gà ngon không? Ừ.
Dạ ngon. Về tới nè ha, đói nè ha, bởi vì mình ha, mình làm xong rồi ha, mình ăn khìa xong rồi ha, mình tới giờ chạy đi rước doanh cái xong kêu chị hai bới sẵn ha. Mà bạn cái về tới là sắp, ăn liền à. Bạn có nhau sắp chở doanh. Sắp chở doanh. Tại vì cái chỗ đó nó chặn cái xe lại, nếu không là mẹ đi tới luôn rồi, là vừa tới luôn rồi, là khỏi cần bạn chở rồi. Mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nha. Chồng mình đi lánh pha đẹp chưa có về. Mấy mẹ con ăn trước. Vô nó băng về nó đói bụng quá nè. Thôi dừng lỗ nha. Dạ ngon quá. Mình chiên vàng thì tại vàng rồi xong rồi ha. Cái xong rồi mình làm nước sốt. Mình sốt nó. Đó. Nhớ ăn như leo không nghỉ lắm. Ăn cơm được không? Bây giờ em phải nó cần kêu chắc có 8 giờ, 9 giờ 8 giờ rưỡi 3 mới về. Em đúng nếp mình nếp không có lên. Cái gì mà cứa gì mà chạy tầm đâm hết trơn nha. Nó hỏi anh, hỏi ba. Nó ăn nó cũng hỏi ba. Nghe không hiểu luôn á. Ba dạy vậy anh? Ừ, ba dạy ăn hả? Bây giờ nó phèn với ba dữ rồi. Anh dắt ăn dưa leo kìa. Ngon mát. Ngon. Ăn cái gì xong rồi hả? Em dành đấy. Khứa gì kìa. Nó hỏi anh, hỏi ba. Anh nói rồi. Nghe em lấy cơm đi cho hồi lập sắp. Đi cơm à. Nãy thầy giáo nói nha, có thể không có chơi. Sao mà ngồi cái người kia nó đem chìa khóa lại. Cái phòng nhỏ xíu rồi chứ sao. Ngon quá bạn. Nhâm. Ngày mai cuối tuần nữa không bỏ chú à. Ngày mai thứ sáu nè. Ngon ghê. My Black Friday.
Tuần tới đi dắt sinh nhật à? Màu á. Lỗ quá. Ngày mai chị hai với Doanh về về đúng về bằng nhau. Chị hai chở Doanh đi về hai đứa về chung không? Không mai em quánh thôi, bạn có thôi. Ngày mai hai đứa đi bộ về. Phải đi cướp. Mẹ phải đi cướp. Không. Nhưng mà không có cho nhau mà. Mai chị hai đi chợ. Đúng rồi. Xinh à? Xinh anh Nhân chưa đeo à? Mãi ba với mẹ với ba đi chợ đi đi đình mua súp bò đá thế rồi dắt thích ăn súp bò đá. Mai sáng ngủ dậy làm súp bò đá cho dắt ăn. Đi hay không đi? Mẹ với cha đi chợ lâu á. Chị hai cứ dụ chị hai nói đi chợ đâu làm cho nó sợ đi đâu quá nó mệt nó ở nhà. Cái mồ hôi hả anh? Xong đi chợ. Xong mồ hôi nó thấy chị hai đi ăn đồ cái xong nó nói tại sao đi ăn đồ mà không ngủ nó. Hai vui. Hay vui, bây giờ quyết định có đi không? Có đi rồi có thăng mệt không? Mệt là ăn đồ nghe không? Mệt là kêu bà nội đi gứt ngủ lại bà nội nha. Mệt là điện thoại kêu bà nội gứt về đó là đi ngủ với bà nội luôn á. Ăn thêm cơm không con? Ăn thêm cơm không? Hả? Cầm cặp đi cầm. Cầm tay cặp đi. Da nó cái da hả? Ủa cái da đó người ta cái da là ngon nhất luôn á, mà nó ngon cái da. Không chị hai ăn đi. Ta chút trứng vô. Nhưng mà cái đó thì con phải thêm cái cơm vô. Mẹ. Thôi, rồi, ăn tới đây thôi. Bà chờ tạm biệt ông bà chú. Bà chú trứng hai vô đi dắt. Đi đăng ký mong bà chú. Đi đăng ký cho ai? Đăng ký cho em mấy giờ hai vô đi dắt mà. Rồi đăng ký rồi cái gì nữa? Cảm ơn gì? Cảm ơn bà chú chứ. Cảm ơn bà chú. Ủa dắt nó subscribe kìa, subscribe. Dắt vô bà cô chú subscribe. Ờ. Kìa nó nắm cái tay nó lại kìa. Ừ. Ừ.
À, video mình sẽ quay tới đây thôi. Ông bà chú hay hẹn ông bà chú vào clip sau. Cảm ơn bà chú đã theo dõi. Bye bye. 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 Bye.